Cây gai xanh AP1 là loại cây công nghiệp thu hoạch nhanh, chu kỳ khoảng 10 năm, mỗi năm cho 4 lần thu hoạch. Để đạt được năng suất như mong đợi, bà con cần hiểu về đặc tính sinh học, nắm được cách trồng và chăm sóc cây đúng kỹ thuật. Trong chương trình ngày hôm nay, ông Trịnh Văn Toản, trưởng vùng nguyên liệu Thanh Hóa sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây gai xanh từng giai đoạn, trong đó có 3 nội dung cụ thể như sau. Phần 1. Chăm sóc cây gai xanh vụ trồng mới. Phần 2. Chăm sóc cây gai xanh vụ lưu gốc năm 1. Phần 3. Chăm sóc cây gai xanh vụ lưu gốc năm 2 trở đi. Phần 1. Chăm sóc cây gai xanh vụ trồng mới. Những cây gai xanh sau khi trồng được khoảng 15 ngày, giai đoạn này cây còn nhỏ, tán thưa, tầng ánh sáng hắt xuống khoảng đất trống nhiều tạo điều kiện cho cỏ mọc sinh trưởng và phát triển nhanh. Tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây gai xanh sẽ xảy ra, làm hạn chế sự phát triển của cây. Cái thời kỳ sau khi trồng đấy thì có dại mọc rất nhiều, cho nên là bà con luôn là lưu ý là nhổ những cái cây có gốc này, ông chỗ gai này. Còn phía ngoài là ta dùng cuốc, ta xới xáo sạch sẽ cái cỏ giữa hai hàng cây. Đấy, còn giữa gốc là bao giờ không có gai. Thì nó vướng gốc gai cho nên ta không xới xáo được. Nên là ta phải nhổ. Đây, mình nhổ tay. Càng về sau lá gai phát triển, che hết ánh sáng nên cỏ dưới gốc cây gai không phát triển được nữa. Trong giai đoạn cây chưa khép tán, nếu có nhiều cỏ dại thì cần làm cỏ bằng tay. Khi thật cần thiết, có thể sử dụng thuốc trừ cỏ trong danh mục cho phép của Cục Bảo vệ Thực vật và được sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ kỹ thuật. Ngoài ra, sau trồng, cần giữ ẩm thường xuyên, xới xáo mặt luống khi cây chưa khép tán. Chất dinh dưỡng chủ yếu cây gai cần thiết là nitơ, phosphor, kali là cơ sở để cây gai sinh trưởng và phát triển. Nitơ có thể thúc đẩy gốc gai sinh trưởng, làm cho số lượng gốc gai và gốc có hiệu quả gia tăng, thật khỏe, lá nhiều. Phosphor có thể thúc đẩy phát triển sợi, rễ, hệ sinh trưởng và hạt chín, có tác dụng tương đối với việc gia tăng sản lượng. Kali thúc đẩy quá trình tích lũy cellulo và làm dày màng tế bào, khiến thân càng dẻo dai. Thì đến cái giai đoạn cuối kết thúc cái thời kỳ mà nảy mầm ban đầu, nó từ 15 đến 20 ngày thì yêu cầu bà con là phải kiểm tra đồng ruộng để xem là cái tỷ lệ sống của mình, nếu mất khoảng thì phải trồng dặm bổ sung. Đấy, như những cái cây trồng sau ăn lên thấp như thế. Thứ hai nữa là phải bón thúc lần thứ nhất cho cây gai để tạo điều kiện cho cây phát triển tốt, cho cây gai nảy mầm đẻ nhánh giai đoạn tiếp theo. Thì liều lượng bón thì khoảng độ 100 đến 120 kg ure trên 1 hectare. Lần này chỉ bón của mình ure thôi thì tạo điều kiện cho cây nảy mầm. Thì cái giai đoạn tiếp theo ta vẫn phải chú ý đến cái khâu làm cỏ. Ở giai đoạn này, việc bón phân cho cây gai khi cây đã bén rễ là rất quan trọng. Dinh dưỡng có thể thúc đẩy gốc gai sinh trưởng, làm cho số lượng gốc gai và gốc có hiệu quả gia tăng, thân khỏe, lá nhiều. Sau thời gian trồng mới, đây là cái ruộng gai ở gã là 45 ngày tuổi đây. Thì chúng ta tiến hành bón thúc cho ruộng gai. Thì liều lượng bón này mỗi hectare 200 kg ure. Ta trộn với 150 kg kali, ta bón thúc cho cây. Và cái cách bón á, là khi ta vải phân, đúng là không được bón sát gốc, phải cách xa khoảng trên 10 cm xung quanh cây gai là được. Thì trong điều kiện tốt nhất là trong cái điều kiện mà có tưới thì ta không phụ thuộc vào cái thời gian bón. Còn trên cái điều kiện mà cánh đồng mà không có chủ động được tưới tiêu, ví dụ trên đồi thế này á, người ta phải chọn cái thời điểm là sau mưa, khi cái ruộng gai đất đang rất ẩm, thì ta bón phân kali và đạm xuống thì phân sẽ tan ra ngay, đến cái tỷ lệ mất phân nó hạn chế. Rễ cây gai rất mẫn cảm với phân bón, nên trong quá trình bón phân, bà con cần lưu ý bón phân cách gốc khoảng 10 cm. Đồng thời khi lấp phân, bà con cũng nên loại bỏ luôn cỏ dại để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng. Thời điểm sau trồng từ 40 đến 45 ngày, cây gai đẻ nhánh ít, một gốc chỉ đẻ từ 1 đến 2 cây. Nếu tiếp tục duy trì, năng suất ruộng gai rất thấp, bà con có thể chọn thời kỳ chuẩn bị mưa, trước khi mưa khoảng 2 ngày, phạt bỏ toàn bộ cây để ruộng gai ra lứa mới. Một gốc ra từ 4 đến 5 cây thì sẽ tăng năng suất vụ đầu. Kết thúc đẻ nhánh 45 ngày á, mà ta kiểm tra thêm mật độ mà cây cực kỳ thưa. Ví dụ như là mỗi cây trước khi đẻ nhánh chỉ có một gốc thôi. chứ không phải là 2-3 để nhánh 2-3 cây hoặc 4-5 cây, thì có thể là ta tiến hành là căn cứ vào điều kiện cụ thể, có thể là tiến hành ta phạt bỏ cái cây để cái hình thức là bẻ bông đấy. Thì cái số cây trên một đơn vị diện tích hoặc là trên một khóm này là không phải là 75.000 cây nếu như là 3 cây trên một gốc, mà có khi ta yêu cầu lên 10.000 cây, 100.000 cây trên 1 hectare. Thì cái lúc là thu hoạch lần đầu, vụ đầu tiên thì nó sẽ cho năng suất cao. Giai đoạn 45 ngày này thì thực sự ra nó là kali cũng chưa cần sử dụng nhiều lắm. Nhưng mà cái giai đoạn tiếp theo khi cây gai bắt đầu chuyển sang cái thời kỳ chín ấy, thì cần rất nhiều kali. Nhưng mà lúc đấy là gai đã tốt rồi, cực kỳ khó bón. Nên yêu cầu bà con phải bón cái giai đoạn ngay cái bón thúc lần thứ hai. Nếu mà 70 ngày sau mình bón, 60 ngày sau bón là rất tốt. Nhưng mà cái lúc nó gai là rất tốt rồi, ngang ngược người rồi, cho nên là bón rất khó. Nên là yêu cầu bón kali phải kết hợp với cái bón đạm lần thứ hai. Phần 2. Chăm sóc cây gai xanh vụ lưu gốc năm 1. Bà con cần tỉa mầm cây vô hiệu sau khi thu hoạch khoảng 7 đến 10 ngày. Lúc này kiểm tra đồng ruộng, tình trạng sinh trưởng của cây để tỉa bỏ những cây nhỏ và còi cọc. Mỗi khóm chỉ để khoảng 8 đến 12 cây khỏe, đồng đều. Bà con tuyệt đối không để ruộng gai bị ngập úng hoặc có chỗ ngập úng cục bộ, gây mất khoảng, ảnh hưởng đến năng suất cây gai. Thân, lá gai sau khi sơ chế cũng có thể tận dụng để làm vật liệu phủ luống nhằm giữ ẩm và hạn chế cỏ dại. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng bất thường về sinh trưởng, dinh dưỡng cũng như sâu bệnh hại. Và căn cứ vào tình hình thực tế cỏ dại trong ruộng gai để tiến hành xới sáo làm cỏ gốc, tạo điều kiện cho cây gai sinh trưởng tốt. Sau khi thu hoạch cái vụ đầu tiên ấy, thì trong cái tuần đầu tiên đấy là chúng ta cần phải lưu ý này. Cái thứ nhất là ta phải bạt lại gốc, những cái gốc cao. Trong khi bà con chặt có những cái bụi mà còn cái cao gốc thì ta bạt lại cho nó sát gốc để cho cái mầm nó lên nó khỏe. Cái thứ hai là tập trung làm lại, vì cái lứa đầu tiên nó đang còn thưa cho nên phải là làm toàn bộ cái cỏ gốc và những cái cây vô hiệu như từng gốc một. Để yêu cầu bà con làm sạch sẽ. Đấy. Đây là những cái cây mà nó bị mất ngọn đấy. Thì nếu như ta không cắt tỉa đi thì sau này là cái mầm nó sẽ mọc ở trên cái cây này, thì cái cây này nó sẽ rất bé. Sau mỗi vụ thu hoạch thì cây đã lấy đi từ đất rất nhiều dinh dưỡng. Vì vậy sau khi thu hoạch cần phải bón phân bổ sung cho cây. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cái cách kỹ thuật bón phân sau khi mình thu hoạch để chuẩn bị cho một cái lứa gai mới. Thì trong cái tuần đầu tiên sau khi ta bạt lại gốc, làm cỏ gốc thì ta tiến hành bón phân. Thì trong điều kiện mà cái năm đầu tiên này cái giữa cái mật độ cái gốc đang còn chưa đủ dày á, mà gia đình mà có điều kiện mà cày được, dùng cái trâu để cày móc hai bên cái luống gai là được ấy. Thì sau khi ta cày móc ra xong ta bón phân trên cái rãnh cày và ta cày phân úp lại. Còn nếu như cái điều kiện mà từ vụ thứ hai đi mà gốc lượng đã đầy rồi thì ta dùng cái phân bón, ta bón xung quanh gốc và ta dùng cuốc sới để ta sới ta vun lại. Thế thì cái tỷ lệ bón này đối với ruộng người ta là đất bãi, là đất tốt, cho nên là ta chỉ cần bón 3 tạ đạm ure trên 1 hectare với lại 2 tạ kali nữa là 5 tạ, tổng số 5 tạ. Anh ơi, anh cho em hỏi này. Nhà em có một khu ruộng là hiện giờ là đất rất là xấu. À, thì chờ anh em trồng gai thì chờ muốn bón cái lượng phân thế nào là đủ mà thế nào là hợp lý thì là anh cho em biết. Về cái kỹ thuật canh tác đó thì đối với những cái đất mà kém màu mỡ ngay khi trồng là có thể là nếu mà đất mà nghèo lân thì chúng tôi sẽ bón không phải là 500 kg lân trên 1 hectare mà anh sẽ bón 1 tấn lân trên 1 hectare. Cái thứ hai nữa là các cái giai đoạn bón khoảng cách giữa lứa này và lứa kia, cái lượng đạm nếu chúng tôi cảm thấy cái đất là đất thiếu đạm thì chúng tôi sẽ bón là 350 kg ure chứ không phải là 300 như cái ruộng đất bãi này. Đấy. Và lượng kali thì chúng tôi có thể bón là 150 đến 180 kg kali. Và khoảng cách cứ cách một vụ thì lại phải đổi phân bón. Ví dụ như là vụ này là ta bón phân đơn là kali, đạm đơn. Thì vụ sau chúng ta dùng cái phân tổng hợp 15 đấy. Thì bón 500 cân trên hectare. Thì ruộng đấy sau một năm sản xuất Thì kết hợp với cái lượng mùn ở trên cái cây gai sau khi ta sơ chế này, thì sau 1 năm, 2 năm thì cái ruộng đất của mình sẽ được cải tạo cái độ phì và nó sẽ tốt lên. Lưu ý rãnh cây cách gốc khoảng 7 đến 10 cm, cây sát gốc sẽ làm bật gốc gai. Nếu cây xa gốc thì việc hấp thụ phân sẽ khó hơn. Nếu có điều kiện tưới thì tưới ẩm trước khi bón phân hoặc bón phân ngay sau mưa để cây gai dễ hấp thu dinh dưỡng. Trong điều kiện không cày được đất, bà con có thể bón phân xung quanh gốc cây. Ngoài ra, phân bón có thể hòa vào nước rồi tưới đều trên bề mặt luống, không nên cuốc xới nhiều vì rễ phụ và thân ngầm đã ken dày khắp mặt luống. Phần 3. Chăm sóc cây gai xanh vụ lưu gốc năm 2 trở đi. So với thời điểm lưu gốc năm 1, ở giai đoạn lưu gốc năm 2 có một vài điểm khác biệt mà bà con cần hết sức lưu ý. Thì thông thường sau 1 năm sản xuất, đến cái thời kỳ mà thường là cuối tháng 12 dương lịch, thì cây gai là do nhiệt độ thấp mà ít mưa cho nên là cây gai hầu như là ngừng sinh trưởng. Dưới 16 độ, có những cái đợt rét dưới 16 độ là cây gai dừng sinh trưởng. Cho nên bước sang cái đầu xuân, khi bắt đầu có mưa xuân thì yêu cầu phải có cái kỹ thuật xử lý gai qua đông. Đấy, thì các bước tiến hành như thế này. Nếu như đối với những cái ruộng đất mà ta chủ động được tưới tiêu thì khi nhiệt độ mà không khí mà đã đảm bảo được trên 16 độ ổn định thì yêu cầu bà con là phạt hết toàn bộ cái lứa gai mà nằm trên ruộng đi. Thì cái lứa gai này nó phát triển, hắn chỉ cao tầm cỡ khoảng độ 80 phân 1 mét là dừng lại đấy. Thì ta phạt hết cái lứa gai này đi. Thì ta chăm sóc 4 phân ở đầu vụ. Đấy. Còn đối với những cái ruộng, cái nơi mà không chủ động được tưới tiêu thì ta phải căn cứ vào cái dự báo thời tiết. Tức là ta sau khi ta phạt cây gai này thì cây gai này phải được một cái trận mưa xuân sớm thì ta với bón phân chăm sóc thì cây gai phát triển được. Chứ nếu mà ta phạt xong gai mà không được chăm sóc bón phân thì cây gai này cũng coi như là không phát triển được. Cần tỉa cây mầm vô hiệu thời điểm sau khi thu hoạch khoảng 7 đến 10 ngày. Lúc này kiểm tra đồng ruộng, tình trạng sinh trưởng của cây và tỉa bỏ những cây nhỏ còi cọc. Mỗi khóm chỉ nên để 8 đến 12 cây khỏe đồng đều. Tuyệt đối không để ruộng gai bị ngập úng hoặc có chỗ ngập úng cục bộ, gây mất khoảng, ảnh hưởng đến năng suất cây gai. Gai là cái cây có đặc tính sinh trưởng rất mạnh, khả năng đến rất tốt. Cho nên là đây là một cái bụi gai sau khi trồng mới 1 năm và sau thu hoạch, hiện nay là ngày thứ 6 là bụi gai đã tốt thế này. Mà nếu như ta để toàn bộ cái số cây này đến cái lúc thu hoạch thì khi thu hoạch rất nhiều cái cây vô hiệu và nó sẽ tốn nhiều dinh dưỡng cũng như cái chất lượng gai mà nó không thể đồng đều được. Cho nên là yêu cầu sau đấy, đây là cây gai sau thu hoạch 6 ngày thì đến 1 tuần thì chúng ta tiến hành ra tỉa bớt những cái cây bé trong gốc, những cây vô hiệu mà mọc ta thấy còi cọc là ta phải tỉa bớt đi. Nên là sau này là sinh trưởng tốt nhất, tập trung dinh dưỡng vào cây khi ta thu hoạch. Nó sẽ đồng đều để đảm bảo vừa năng suất của ruộng gai cũng như là chất lượng của cái sợi gai rất tốt. Bà con có thể tận dụng thân lá gai sau khi sơ chế để làm vật liệu phủ luống nhằm giữ ẩm và hạn chế cỏ dại. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng bất thường về sinh trưởng, dinh dưỡng, sâu bệnh hại. Về bón phân thì khác biệt đối với những cái vụ khác, tức là sau 1 năm sản xuất ấy, thì cái vụ đầu tiên này yêu cầu bà con là phải bổ sung đầy đủ lượng phân bón vì lân là chỉ bón một lần đầu tiên trong năm, tức là sau cái vụ này là bón, nếu mà ta yêu cầu bón từ 500 cân phân lân, nếu mà cái ruộng nghèo lân là ta có thể bón đến 1 tấn lân trên 1 hectare, đấy là cái lượng là phân bón. Còn cũng do là cái thời gian thời tiết cái đợt này đó, là nhiệt độ thấp này, nắng yếu, thời gian chiếu sáng thì hắn ngắn hơn trong cái vụ hè, cho nên là thời gian sinh trưởng cây gai sẽ kéo dài, thu hoạch lại khoảng độ từ 55 đến 60 ngày, cho nên cái thời gian sinh trưởng của cây dài, cho nên là khuyến cáo bà con là nên cái đợt đầu nên bón phân tổng hợp NPK đấy, phân tổng hợp dạng viên thì kéo dài, hắn dự trữ được cái phân đấy trong cả quá trình sinh trưởng. Trong quá trình bón phân cho cây gai, bà con cần phải lưu ý một vài nguyên tắc bón phân như sau. Nếu bón phân chọc dầm, bỏ phân khô vào gốc thì tuyệt đối không bỏ phân trực tiếp sát gốc mà phải cách xa gốc khoảng 10 cm. và phải lấp kín đất, không để phân tiếp xúc với ánh sáng và cần đủ ẩm để phân tan dần. Nếu hòa phân tưới thì cần phải hòa đúng nồng độ và tưới đúng liều lượng theo hướng dẫn. Các vụ lưu gốc từ năm thứ hai trở đi, bón vào đầu xuân sau thời gian cây nghỉ đông và đã dọn dẹp làm vệ sinh đồng ruộng. Nếu ruộng có độ pH thấp, cần phải bón vôi khoảng 400 kg một hectare. Đặc biệt lưu ý đã bón vôi thì tuyệt đối không được để đạm tiếp xúc trực tiếp với vôi. Trong mọi trường hợp bón phân, cần phải theo dõi tình hình thời tiết, tình trạng cây trồng và điều kiện cụ thể của từng chân đất để có những điều chỉnh hợp lý sao cho hiệu quả sử dụng phân bón của cây trồng được tốt nhất. Như vậy, với thời lượng 15 phút của chương trình ngày hôm nay, ông Trịnh Văn Toản đã hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây gai xanh AP1. Chúc quý vị và bà con thành công!